Hùng xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị và các bạn nha. Đổi không khí một chút, mình ra ngoài sân để mình làm cái clip này. Trời nóng quá anh chị. Mấy hôm nay trời trái nắng trở trời, người mệt, rất là mệt luôn. Đấy, đây thì có vấn đề thế này các anh chị. Từ hôm qua đến giờ thì đại khái từ hôm mùng 1 tháng 7 đến giờ luôn. Có rất là nhiều anh chị gọi điện cho Hùng. Đấy, gọi điện cho Hùng. Nói là anh ơi xử lý giúp em cái vụ này với, bây giờ là có người đòi nợ về nhà. Rồi ok, về nhà. Ví dụ như là bên chỗ thằng Mira Asset thì có cái tụi DSP ấy, nó đăng hình đăng ảnh với lại là nó về nhà luôn. Rồi ở bên Shinhan ấy, nhất là Shinhan luôn, Shinhan là hiện tại có nguyên một đội đòi nợ về. Cái công ty gì mà kết nối nhân sự gì ấy về đấy. Rồi ngoài ra còn có một đội mấy chục người về. Rồi thêm nữa là đây là mình nói thật nha ông ơi, ông nào vay Shinhan là tự biết, vay Mira tự biết. Rồi FE hiện tại là có 5 người cơ, 5 người là đi về, rào 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 mà dịch dã thế này cũng về. Rồi còn có cái vụ mà bị gì mới đây luôn, cái nhà đấy là thằng con vay giờ nó về tận nhà nó đập bàn đập ghế, cuối cùng gọi công an xuống nó chạy hết đấy. Thì mình có hỏi là mấy anh chị em này không biết là trước đây là lý do vì sao mà nợ, thì cũng bảo là không có liên quan, rồi cũng do con cái vay, rồi bản thân cũng tự vay, rồi cũng có viết đơn rồi. Thì mình hỏi là ai viết đơn, thì mọi người bảo là cũng thấy lên cái video của Hùng thì thấy Hùng bảo là viết đơn gửi lên thì cũng tự viết. Một vài người thì nói là ở trên mạng thấy có một vài người họ viết đơn ở trên mạng ấy cũng viết. Rồi một vài anh chị thì có nói là luật sư cũng viết, ở cạnh nhà có luật sư viết. Thế thì Hùng bảo là thế thì nhờ ai thì bây giờ mình gặp người đấy thôi. Thế thì mấy văn phòng luật sư thì họ viết đơn xong họ thôi, họ không có liên quan gì nữa các anh chị, khổ tâm thế chứ. Đấy, còn những cái người mà trên mạng bây giờ gọi điện ỏi e luôn. Rồi có những cái người mà hiện tại là viết đơn xong rồi thì cũng gọi điện nhờ Hùng. À, đấy, bảo là bây giờ thì đơn của em chả thấy nó trả lời, nó ngày nào nó cũng xuống này nọ các thứ. Thì Hùng mới bảo là bây giờ cái vấn đề của anh chị ấy, thứ nhất là do đơn từ là không phải em viết, nên là em sẽ không có trách nhiệm về cái lá đơn đấy. Ai viết thì người đấy phải chịu trách nhiệm thôi. Chứ còn bây giờ sự việc nó xảy ra thì tại sao lại gọi đến Hùng? Bây giờ ban đầu các anh chị cứ tiếc tiền không? Các anh chị tiếc 100-200 ngàn để các anh chị làm lá đơn từ cái chỗ Hùng đi. Hùng nói thẳng luôn cho anh chị nghe thế này. Viết đơn ở chỗ Hùng nó giống như ở chỗ khác thôi. Tôi nói thật, đơn từ về văn bản phạm quy, tất cả văn về thể thức văn bản ấy nó cũng giống giống nhau thôi, na ná thôi, nó chỉ khác về cái lập luận một chút thôi. Nhưng mà cơ bản là đơn của chỗ tôi với đơn chỗ khác thì nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau là tôi, là cái mặt tôi, cái người của tôi, cái uy tín của tôi, là ông tôi là Triệu Quang Hùng. Bên kia nó không đồng ý thì tôi sẽ xử lý. Thứ nhất tôi nói anh chị này, ai mới là cái người xử lý cho anh chị khi mà anh chị gặp hoàn cảnh khó khăn là tôi, bởi vì tôi có trách nhiệm với lá đơn của tôi nói rồi. Còn các anh chị nhờ người khác, các anh chị tiếc tiền hoặc các anh chị như thế nào thì tôi chịu rồi. Nhưng mà đơn tôi 200 ngàn tôi thấy là rẻ nhất rồi. Ví dụ như vừa rồi có cái anh chị, mấy anh chị luôn ấy, nhờ cái thằng gì pháp lý Lê Gò, Lê Gẹt, Lê Bảo gì trên mạng ấy lừa đảo đấy. Cái thằng lừa đảo, thằng pháp lý Lê Bảo lừa đảo đấy. Thấy không? Viết đơn nó lấy 500 ngàn, xong bây giờ nó viết đơn xong thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được luôn. Đố các bạn gọi được cho số hotline của nó ở trên cái trang YouTube của nó. Tôi nói luôn các anh chị, thằng Lê Bảo này nó nợ hai công ty tài chính từ năm 2020 đến giờ chưa đóng được một đồng nào, nợ nhóm ba mẹ rồi. Không, nó còn chưa xử lý được cho nó, lấy cái gì nó xử lý cho các anh chị? Các anh chị kiểm tra thông tin của tôi xem nào. Tôi xin lỗi các anh chị nhá. Tôi mượn nhá, tôi mượn tiền nhá. App tôi cũng mượn này, thấy chưa? Công ty tài chính tôi cũng mượn. Thứ nhất là từ cái tháng từ năm 2020. Nhưng mà các anh chị thấy tôi cứ bị sao không? Đó. Tiền tôi không trả đấy, có bị sao không? Có bị hình ảnh không? Có bị nợ xấu không? À, các anh chị phải hiểu được là tôi làm được thì tôi mới làm cho anh chị được. Còn bản thân tôi còn chưa làm được thì lấy gì mà làm cho anh chị, đúng không ạ? Nhưng mà tôi làm tốt, bảo vệ tôi và gia đình tôi được, tôi mới làm cho anh chị chứ. Nên là nhiều anh chị bảo Hùng ơi, tại sao bây giờ anh em lại cứ đưa thu tiền đơn? Tôi nói thật với anh chị, cái trách nhiệm nó nặng nề lắm. Không, viết một cái lá đơn xong phải kiểm soát lá đơn từ đầu cho đến cuối, cho đến khi nào anh chị xong. Nên là tôi nói luôn, tôi mà nhận tiền đơn là tôi sẽ trách nhiệm về lá đơn. Tôi nhận tiền tư vấn, tôi sẽ trách nhiệm tiền tư vấn. Tôi nhận tiền cái gói hỗ trợ 1 năm, tôi sẽ có trách nhiệm hỗ trợ cho anh chị 1 năm. Tiền nào của đấy, thấy không? Chứ còn bây giờ nhiều người lên trên mạng bảo ôi mẹ cái ông Hùng này đi lấy tiền của người nghèo. Tôi nói anh chị nghe nè. Các anh chị nghèo, tôi biết các anh chị nghèo, nhưng mà có những thứ phải tốn tiền là các anh chị phải tốn tiền. Bây giờ viết đơn các anh chị nghèo, tôi nói rõ ràng là hộ nghèo tôi miễn phí này, đúng không? Hộ nghèo miễn phí rồi, các anh chị gặp hoàn cảnh khó khăn ví dụ như là tai đau ốm bệnh tật hoặc là những vấn đề khác tôi miễn phí hết, nhưng mà anh chị không chứng minh được. Và tôi nói rồi, anh chị cảm thấy anh chị tự trả được cho tôi, vẫn còn trả được cho tôi cái tiền đơn thì anh chị tự trả. Còn anh chị khó khăn quá anh chị cứ nói là tôi không lấy tiền. Tối qua tôi gặp một cái trường hợp, cái cậu này đi vay tiền app 50 mấy triệu, gọi cho tôi xong cậu này cậu bảo là
bây giờ là em vay tiền app để gì, để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ đau cột sống. Ơ giờ tôi lại tưởng thật, tôi mới bảo là thôi được rồi, anh sẽ giúp em miễn phí, không lấy đồng nào cả, không lấy một đồng nào cả đấy. Nên là bây giờ là em chụp cái bệnh án của mẹ, bắt đầu đến đó là nó im luôn. Tôi sẽ nói về cái vấn đề này cho các bạn ở một cái video sau, còn hôm nay tôi đang nói về cái vấn đề đơn. Tôi kiên quyết với anh chị nhé, về vấn đề đơn từ nhé, đơn từ, văn bản đơn từ tôi viết, tôi sẽ bảo lãnh cho anh chị về vấn đề đấy. Còn anh chị mà tự đi viết hoặc là như thế nào mà không nghe tôi thì tôi chịu thôi. Nhiều anh chị bảo ôi đừng có nghe cái ông Hùng này nói bậy nói bạ rồi dụ dỗ anh chị viết đơn. Ủi tôi không cần đâu anh chị ơi, tôi thiếu gì việc, đơn từ tôi cho nhân viên tôi có thêm một chút thu nhập thôi, tôi nói thật. Nên là tôi không phải như anh chị nghĩ. Còn tôi mà lừa anh chị, tôi lừa cái khác, tôi rảnh đâu tôi đi lừa 100-200 ngàn của anh chị làm gì. Không, anh chị ví dụ tôi nói thật, ví dụ vừa rồi tôi đi cái vụ ở dưới huyện đi, cái vụ đó thằng luật sư kia nó nhận 50%, tôi chỉ nhận 10% thôi. Tôi sang dưới tòa nó nghe thấy tôi là nó biết tôi làm rồi, là nó đã chịu hòa giải để gặp bên kia, hai bên cuối cùng hòa giải về, ok về, chả cần phải ra phân phiên xử nào luôn. Thế anh chị thấy rồi đấy. Nhưng mà tôi lấy tiền tôi cũng phải lấy, nói thật sự đến thời điểm bây giờ tôi không lấy tiền đấy, tôi thật sự tôi mà nói tôi không lấy tiền là tôi bố láo, tôi bốc phét. Tôi nói trước câu câu trước bất nhất câu sau, tôi lấy tiền nhưng mà tôi lấy theo năng lực của tôi giúp được anh chị tôi lấy. Chứ còn bây giờ anh chị tôi nói luôn, vừa rồi tôi thấy cái thằng gì hỗ trợ miễn phí nó bóc phốt tôi, nó bảo là tôi nhận tiền của cái chị đấy, tôi nói luôn cái chị đấy nợ mấy trăm triệu tiền áp. Tôi nói thẳng luôn là tôi nhận chị đấy, cũng nhận chị đấy tiền nhưng mà đang đi nửa đường chị đấy không làm các anh chị ạ, chị ấy mới chuyển cho tôi một nửa tiền thôi. Thế nào, trời ơi chị, tôi nói thật chứ các anh chị đi vay tiền giấu chồng giấu con, bây giờ tôi phải lên một cái kịch bản cho anh chị, gọi điện cho từng người thân của anh chị để tôi giúp anh chị, để anh chị giữ gìn cái hạnh phúc còn sót lại. Các anh chị đi đến nửa đường thấy là tôi xử lý gần xong rồi, anh chị qua cầu rút ván, thấy cái thằng kia đi đâu về, thấy cái thằng kia đi tư vấn miễn phí quay sang nhờ thằng kia, tôi nói thật rẻ rách. Tới đây anh chị sẽ thấy, tới đây anh chị sẽ thấy nhá, chết ngay. Tôi nói thật với anh chị, mẹ tiền nào của đấy thôi, đất sắp ra miếng, tiền nào tiền của nấy, sự thật thì mất lòng. Còn anh chị bảo là tôi vớ vào vớ vẩn thì không được, tiền bạc tôi lấy anh chị rõ ràng sòng phẳng chứ tôi phải là tôi lấy xong tôi im đâu. Không, ví dụ như hôm rồi tôi nói thẳng có cái cậu mà Lê Bảo Tín ở tỉnh Lâm Đồng, Tín em mà lên đây em nghe này, cái vụ app nó nợ cả gần 100 triệu, tôi lấy của cậu này là 2 triệu. Tôi nói luôn 2 triệu, tôi nói thẳng công khai, tôi có giấu gì đâu. Thằng này nó giấu nhà, giấu bố mẹ của nó, bố mẹ nó ở tỉnh Lâm Đồng ấy, nó giấu bố mẹ. Thế là tôi mới đứng ra tôi giúp xử lý hết, trời ơi mẹ ơi, xử lý từ A đến Z không phải trả một đồng nào, tôi nói thẳng luôn, tại vì tôi có đơn vị đối tác của tôi xử lý cái việc đấy, không trả đồng nào cả. Thế là cuối cùng làm xong khoảng tháng sau nó quay lại nó đòi tiền các anh chị. Nó bảo anh ơi bây giờ là cho em xin lại cái tiền, tiền 2 triệu ấy, tại vì em thấy anh có làm gì đâu. Tôi mới cho nó biết, thứ nhất anh không cần phải chứng minh là anh làm cái gì cho em, nhưng bây giờ em muốn anh sẽ cho em coi này. Thứ nhất, em có bị đăng tấm hình nào không? Không, đội nhà anh gỡ hết. Cái thứ hai, người nhà em có bị gọi điện không? Cũng không, tất cả những số gọi điện kể cả Zalo đòi nợ thôi, tụi anh làm một phát một bay hết luôn. Tất cả các số kể cả Zalo Hùng đánh một phát rớt luôn, rớt hết luôn. Gọi số nào là bay số đó, không xài được luôn. Các anh chị hiểu hiểu công nghệ thì anh chị sẽ dễ hiểu được. Trong này chắc chắn là nhiều anh chị hiểu công nghệ, tôi nói thật luôn. Cái sim anh chị nói thật dễ lắm. Kể cả tôi nói thật những cái sim rác mà, sim nó có chính chủ đâu. Đã sim rác không chính chủ ta đánh một phát bay luôn. Sim chính chủ là thua. Sim chính chủ là thua. Nhưng mà sim chính chủ lại có cách của chính chủ làm. Tôi không thể công khai lên đây được. Đấy là cái này mà tôi nói lên đây thì những người sau làm sao mà sống nổi nữa. Bọn app nó đè cho chết luôn. Tôi nói như thế. Nên hôm nay tôi chốt lại vấn đề thế này này. Tất cả những anh chị nào mà viết đơn bên tôi hoặc nhờ bên tôi xử lý ngay từ đầu, bên tôi sẽ lo từ A đến Z. Còn các anh chị bây giờ nha, tôi nói luôn này, các anh chị mà nhờ người khác mà người khác không xử lý, các anh chị muốn muốn tôi giúp đúng không? Tham gia cái gói hỗ trợ 1 năm của tôi, bây giờ tôi vẫn đang giữ 1,2 triệu một năm. 1,2 triệu một năm quá thấp đấy các anh chị. Tôi xử lý cho anh chị một cái vấn đề nó đã là cả mấy triệu rồi, đằng này cả 100 vấn đề có 1,2 triệu. Rồi, cái vấn đề đơn từ tôi cũng công khai nhá. Nên là tôi thấy tôi làm quang minh chính đại, tôi chẳng lo cái gì cả. Anh nào thích phốt thì phốt, không phốt thì thôi. Tôi coi như là mấy cái thằng kia, ví dụ cái thằng Lê Văn Bảo đi, nó nhận của người ta 14 triệu 500 cộng một cái tờ giấy nợ 800 triệu xong trốn luôn. Trốn luôn như thế là không được, đúng không? Không được, làm như vậy là bậy bạ. Còn tôi có làm, tôi có ăn. Còn anh chị mà thấy tôi làm không được là tôi trả lại tiền. Ví dụ như vừa rồi có cái ông Lê Văn Đường ấy, hôm bữa tôi tức quá tôi chửi cho ông Lê Văn Đường đấy.
tư vấn cho lòi họng luôn cái vụ 3 tỷ mà tôi lấy có 200.000 tiền phí. Tôi nói chuyện, tôi xin lỗi chưa biết kết quả thế nào mà tôi nói chuyện với ông mà xin vờn đi vờn lại một cuộc mấy chục phút mà nói mấy ngày qua. Xong việc cái bây giờ ông quay lại ông bảo là Hùng phải nhớ là trong tài khoản của Hùng có 200.000 của chú. Cái gì vì 200.000 này nọ tôi quên rồi. Tôi bảo bà mẹ nó chết. Buồn cười nhỉ. Xong tôi mới nhắn là chú nhắn tài khoản cháu trả lại tiền. Ông lại bảo là 200.000 không lớn đâu, chú mất nhiều thứ còn nhiều hơn thế. Mày không lớn ông nói cái gì, tôi tư vấn cho ông như thế mà ông không cảm thấy không đồng ý rồi. Ông đưa tài khoản tôi trả lại tiền. Cả tháng trời ông còn không hỏi tôi, cuối cùng lên ông nói một câu mà làm giống như tôi đi lừa ông vậy. Trời đất trời, tôi thật không hiểu cái ông Lê Văn Đường này luôn ấy. Thật. Chú cảm thấy cháu tư vấn không ok, chú nhắn tin Hùng ơi, bây giờ chú không là nhờ cháu nữa trả lại cho chú 200 ngàn. Ông chả nhắn chả nhấc gì hết, tôi tư vấn xong tôi hỏi còn gì không, ông bảo không, thì cuối cùng là bây giờ còn cái vụ mà ông bảo nhờ tôi viết đơn, nhờ tôi viết đơn ông phải chuyển thêm tiền chứ đi, tư vấn 200 nghìn còn ông viết đơn, ví dụ như ông muốn viết đơn phản tố kháng cáo hoặc là kháng nghị gì thì ông phải chuyển thêm tiền cho tôi ít béo 200-300 ngàn hoặc là 500 ngàn, chứ giờ ông gửi 200 cho tôi mà ông bắt tôi là làm từ A đến Z, thế thì bố ai mà làm được. 20 triệu người ta đã làm chưa, 3 tỷ trời của ông 20 triệu đã làm chưa. Ông nghĩ chuyện thật buồn cười, cuộc đời không hiểu vì sao luôn. Thế hôm nay tôi chốt lại, ai nhờ tôi thì tôi giúp thôi, còn không nhờ tôi thì thôi nhá. Còn tôi nói luôn ở đây, quan điểm rõ, người nghèo tôi không lấy tiền. Người nghèo ở đây có ai mà người nghèo mà chứng minh được mà tôi lấy tiền tôi trả gấp đôi, thật sự luôn. Trừ phi anh chị tự nguyện gửi cho tôi trả anh chị không lấy thôi. Bao nhiêu việc sần sần trên mạng đây, anh chị coi thêm mấy trăm video clip của tôi kìa. Tôi đâu có phải phải thằng cao cao đâu, tiền bạc xin lỗi luôn, tôi làm được bao nhiêu đồng tôi nói thật. Cái việc mà từ thiện là ý của tôi thôi. Tôi làm từ thiện ấy, ở ngoài xã hội rồi kể cả trên mạng tôi cũng ghi lần mấy chục triệu chứ phải là ít đâu. Mà anh chị cứ nói tôi này nọ tôi buồn. Hơi bị buồn đấy, nhưng mà thôi. Buồn thì bắt chuồn chuồn mà chơi các anh chị ạ. Mẹ, xã hội này mà. Tôi sinh ra ở xã hội này, không có tôi anh chị vẫn tồn tại. Có tôi thêm thì anh chị có thêm một cái điểm mà để anh chị bấu víu vào biết được hướng xử lý. Còn không có anh chị tôi vẫn có tồn tại mà các anh chị. Chúng ta không tồn tại thì trái đất nó vẫn quay các anh chị ạ. Chúng ta không tồn tại thì trời vẫn nắng đây. Chúng ta không tồn tại thì trời vẫn nắng anh chị ạ. Chúng ta không tồn tại thì xã hội này nó vẫn vẫn tồn tại. Nên là thôi, chốt lại vấn đề như thế. Chúc các anh chị sức khỏe và nhiều thành công hơn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt.